Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Chị Hằng ơi, hôm nay là ngày gì mà các bạn nhỏ tập trung ở đây đông thế nhở? Ô quậy ơi, thế quậy không nhớ là sắp đến rằm tháng 8 rồi à? Có biết ngày rằm tháng 8 là ngày gì không? Ôi quậy không biết. À, mà là Tết Thiếu Nhi à? À, ngày rằm tháng 8 cũng có thể được gọi là Tết Thiếu Nhi, nhưng mà còn có một tên gọi đặc trưng khác. Chắc là quậy không biết đúng không? Đúng rồi. Các bạn nhỏ có biết không? Rằm tháng 8 chúng ta còn được gọi là Tết gì nhỉ các bạn ơi? Tết gì nhỉ? Chị Hằng chưa nghe rõ. Tết gì? Chính xác, Tết Trung Thu. Các bạn nhỏ giỏi ơi là giỏi, có mỗi quậy là không biết gì. Thế mà bây giờ quậy mới biết đấy. À mà chị Hằng ơi, ngày hôm nay Tết Trung Thu đến đây, các bạn ở đâu mà đến đông thế nhờ chị Hằng nhỉ? Thế mà cũng phải hỏi nữa. Đông như thế này thì chỉ có thể là các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Bonbi thôi. Ồ thế à? Các bạn nhỏ ơi, chúng ta đến từ trường mầm non gì nhờ? À, bây giờ nhá, quậy hô thật lớn, 1, 2, 3, thì các bạn chúng ta hãy hô tên của trường mình lên nhá. 1, 2, 3, trường mầm non. Hình như các bạn nhỏ chuyên tối sao hô bé quá. Làm lại một lần nữa đi. Nhá, rồi bây giờ anh Quậy và chị Hằng hỏi lại các bạn một lần nữa nhá. Các bạn ơi, các bạn đến từ trường mầm non gì nhá? Bonbi. Đấy là anh... đã to hơn rồi đấy, khí thế hơn rồi. Anh Quậy và chị Hằng nhá, ngày hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn nhỏ của trường mầm non Bonbi đấy. Xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý phụ huynh cũng như tất cả bạn nhỏ của chúng ta lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và mở đầu chương trình, chúng ta vừa mới được thưởng thức chương trình nghệ thuật được biểu diễn bởi các bạn nhỏ đến từ trường mầm non Bonbi và các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc. Chúng tôi sẽ được gửi đến ban lãnh đạo nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã hỗ trợ, đồng hành và cố vấn các chương trình nghệ thuật ca múa, kịch nghệ tại trường mầm non Bonbi và đặc biệt là chương trình hội trang đông đầy yếu tố nghệ thuật và cảm xúc từ khâu tổ chức đến không gian hoành tráng để chương trình có thể được diễn ra một cách trọn vẹn. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã đồng hành và ủng hộ nhà trường, ủng hộ các con trong mọi hoạt động. Cảm ơn thầy cô giáo, tập thể, cán bộ, công nhân viên đã luôn nỗ lực, không ngừng nghỉ. Và đặc biệt cảm ơn các con chính là nhịp cầu nối, muôn vàn yêu thương, xóa tan mọi khó khăn và thắp nên những tia hy vọng mới. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả chúng ta. Quý vị thân mến, hội trang Bonbi, nơi gửi thông điệp gắn kết tình thân, là nơi trẻ biểu diễn, sáng tác tác phẩm, tỏa sáng trên sân khấu và phát triển năng lực đánh giá và cảm thụ tác phẩm thông qua văn hóa xem biểu diễn. Dù ở trên sân khấu hay là khi ngồi ở dưới xem biểu diễn thì các bạn đều có môi trường để phát triển kịch nghệ với các em nhỏ Bonbi và đây cũng chính là thế mạnh luôn được nhà trường quan tâm. Vì vậy cho nên là các bạn nhỏ ơi, cho dù là các bạn ở trên sân khấu hay là các bạn ngồi ở phía dưới khán đài thì các bạn cũng là một phần không thể thiếu trong chương trình tuyệt vời ngày hôm nay. Và để chào đón, một lần nữa để chào đón các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ đang có mặt trong khán phòng, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng chào đón thưa toàn thể quý vị. Thưa phụ huynh, kịch nghệ là một cách giáo dục trẻ em xây dựng danh tính, kích thích các khả năng tiềm ẩn, khám phá các góc cạnh của bản thân, giữ gìn nét độc đáo riêng của mình, đồng thời hòa nhập với tập thể là tiếng vọng hóa thân của tâm hồn và cơ thể. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, không biết rằng tiết mục tiếp theo là gì? Vậy đây chị Hằng. Quậy ơi, quậy có biết không? Hình ảnh chú quậy cung trăng, chị Hằng Nga đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ. Đặc biệt là mỗi mùa Trung Thu, sự tích này lại được truyền miệng, tìm kiếm rất nhiều. Và ngày hôm nay, các bé sẽ cùng nhau tìm hiểu sự tích chú quậy cung trăng, chị Hằng Nga có từ đâu và ý nghĩa của câu chuyện Tết Trung Thu này nhé. Nhạc kịch chú quậy cung trăng, thông qua âm nhạc lời thoại, bối cảnh và ngôn ngữ hình thể, do các diễn viên trường mầm non Bonbi thể hiện. Nhạc kịch chú quậy cung trăng sẽ mang đến các bạn nhỏ tích truyện đầy màu sắc. Và quý vị thân mến, ngay sau đây, nhạc kịch chú quậy cung trăng xin phép được bắt đầu.